Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Báo cáo cho thấy nhà máy Nga sửa chữa máy bay do thám A-50 tiên tiến bị hư hại trong cuộc tấn công. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russian Factory Fixing Advanced A-50 Spy Plane Damage in Strike Report. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Nga đã tấn công một cơ sở chữa máy bay nơi một chiếc máy bay do thám đã bị Kyiv nhắm tới trước đó đang được sửa chữa. Nhà máy của công ty máy bay Beria ở thành phố Taganrog thuộc tỉnh Rostov phía tây nam nước Nga được cho là một trong những mục tiêu mà thống đốc khu vực Vasily Golube mô tả là một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái vào đêm thứ Sáu. Các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã tấn công vào địa điểm sản xuất máy bay đổ bộ BA-200. Tuy nhiên, một máy bay phát hiện radar tầm xa A-50 của Nga trước đó đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Kyiv tuyên bố đang được sửa chữa tại địa điểm vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, tờ báo trực tuyến Ukraine Pravda Ukraine đưa tin. Tuy nhiên, Serhiy Bratchuk, phát ngôn viên của chính quyền quân sự khu vực Odessa cho biết, nhà máy này chuyên sửa chữa những chiếc A-50 có chi phí được báo cáo là 350 triệu Mỹ Kim. Hai tuần trước, không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ một máy bay dò radar tầm xa Beria A-50U của Nga gần biển Azov vào ngày 23 tháng 2 bằng hệ thống phòng không S-200 của Liên Xô. Kyiv cho biết họ đã hạ chiếc máy bay tương tự vào ngày 14 tháng Giêng trên cùng một vùng biển. Không rõ liệu chiếc A-50U đứng gần đó có bị bắn trúng hay không, Bratchuk cho biết bên cạnh đoạn video có nội dung chiếu cảnh cuộc tấn công hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng đoạn phim được định vị địa lý cho thấy một máy bay không người lái khác cũng đang tấn công một phần của cơ sở sửa chữa Beria. Bratchuk nói thêm, đây là một hoạt động cực kỳ thành công khi sử dụng máy bay không người lái Kamikaze ở hậu phương Liên bang Nga. Những đòn tấn công mạnh mẽ như vậy có thể cản trở nghiêm trọng đến hoạt động của nhà máy trong thời gian khá dài. Trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào tối thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không của họ đã chặn một trong các thiết bị ở Rostov, Belgorod-Kursk và Volgograd Oblast. Chính quyền Mạc Tư Khoa đã báo cáo sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các khu vực ở Nga. Thông tin về việc mất chiếc A-50 vào tháng trước mà một số blogger thân với Điện Cẩm Linh cho rằng có thể đã bị hỏa lực của quân bạn tấn công đã giáng một đòn mạnh vào khả năng không quân của Mạc Tư Khoa. Tuần trước, các quan chức quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã cấm bay các máy bay A-50 trong một động thái có thể làm suy giảm nhận thức về tình huống của quân Nga trên thực địa. Đây sẽ là vấn đề đối với không phận tranh chấp ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Mạc Tư Khoa sẽ xem xét tái sử dụng máy bay và mang về những khung máy bay A-50 bị loại bỏ trước đây để giúp đội bay kéo dài của nước này hỗ trợ cho lực lượng mặt đất. Nga cũng được cho là đã mất một số chiến binh trong những tuần gần đây, trong đó có hàng chục chiếc Sukhoi Su-35 và Su-34 bị bắn rơi trong vòng 2 tuần. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ tuyên bố đánh bại cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề U.S. CENTCOM announced defeat of Red Sea attack. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Các tàu và máy bay của Hải quân Hoa Kỳ đã bắn hạ 28 máy bay không người lái do lực lượng Houthi của Yemen bắn ở khu vực Biển Đỏ sau một cuộc tấn công quy mô lớn của nhóm đồng minh Iran nhằm đe dọa các tàu Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, gọi tắt là CENTCOM, cho biết như trên. Trong một tuyên bố vào sáng Chủ nhật, CENTCOM cho biết từ 4 giờ sáng đến 6 giờ 30 sáng theo giờ Sana, các tàu và máy bay của Hải quân Hoa Kỳ cùng với các tàu của Liên minh đã bắn hạ 15 máy bay không người lái tấn công một chiều.
Những hoạt động này do những kẻ khủng bố Houthi phát động và tạo ra mối đe dọa sắp xảy ra. Trong bản cập nhật được đăng sau đó vào hôm Chủ nhật 10 tháng 3, CENTCOM đã bổ sung thêm thông tin chi tiết, cho biết các cuộc tấn công tiếp tục cho đến 8 giờ 20 sáng giờ địa phương. Quân đội Mỹ cho biết trong một tuyên bố đăng trên X, sau các cuộc giao tranh tiếp theo vào buổi sáng, lực lượng Hoa Kỳ và Liên quân đã bắn rơi tổng cộng ít nhất 28 máy bay không người lái. Một cuộc tấn công hôm thứ Sáu của Houthis nhắm vào tàu chở hàng rời mang cờ Singapore Propel Fortune. Mặc dù quân đội Mỹ cho biết không có hỏa tiễn nào bắn trúng tàu và không có báo cáo về thương tích hay thiệt hại, lực lượng Houthi vốn đã nắm giữ miền Bắc Yemen và thủ đô Sanaa kể từ năm 2014 cho biết các cuộc tấn công của họ là nhằm gây áp lực buộc Israel phải dừng cuộc chiến ở Gaza. Tuy nhiên, các mục tiêu của họ thường ít liên quan đến cuộc xung đột được thúc đẩy bởi các cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Phó ngôn nhân quân đội Houthi, chuẩn tướng Sayyad Sari cho biết như trên hôm Chủ nhật, ông nhắc lại lập trường vững chắc của nhóm mình trong việc hỗ trợ người dân Palestine. Theo một bản dịch, các lực lượng vũ trang Yemen sẽ kiên trì duy trì các hoạt động quân sự của họ ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập cho đến khi hành động gây hấn chấm dứt và cuộc bao vây người Palestine ở dải Gaza được dỡ bỏ. Trong bài phát biểu tại Liên bang, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm tuyên bố rằng quân đội của ông sẽ bắt đầu thành lập một cảng ở Gaza để vận chuyển thực phẩm và vật tư y tế khi ông kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ vào lãnh thổ do Hamas kiểm soát. Tháng Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo đang đến gần mà không có lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến của Israel chống lại Hamas. Tổng thống Biden trước đó đã nói rằng điều này có thể khiến tình hình ở Gaza rất, rất nguy hiểm. Michael Doran, Giám đốc Trung tâm Hòa bình và An ninh ở Trung Đông cho biết, Tổng thống Biden đang cố gắng giải quyết cuộc tranh luận Israel-Hamas bằng cách phát triển các chính sách thu hút cả phe ủng hộ Israel và phe chống Israel trong đảng của ông. Ông ấy đã tránh né những lời kêu gọi ngừng bắn từ cánh tả cấp tiến, và về phía cánh tả cấp tiến, ông ấy nói rằng ông ấy đang làm việc rất chăm chỉ để đạt được lệnh ngừng bắn, Doran nói. Lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Joe Biden đang thực hiện sẽ nằm trong bối cảnh trao đổi con tin mà Hamas đã bắt giữ để lấy những người Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel, một cuộc trao đổi tù nhân lấy con tin mà chính phủ Israel sẽ chấp nhận. Khống chế máy bay không người lái Nga vượt sông. Thủy quân lục chiến Ukraine tiếp tục xâm nhập phòng tuyến của Nga dọc Dnipro như thế nào? Ký giả David X của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ đưa ra câu hỏi trên trong bài tường trình nhan đề Jam the Drones, Cross the River, How Ukrainian Marines Keep Infiltrating Russian Lines Along the Dnipro. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. 5 tháng trước, thủy quân lục chiến Ukraine đã di chuyển qua sông Dnipro ở miền nam Ukraine và dưới sự che chở của hoạt động gây nhiễu máy bay không người lái chuyên sâu đã chiếm giữ một đầu cầu ở Krynky, một làng chài ở bờ trái con sông rộng do Nga nắm giữ. The New York Times đã trích dẫn câu nói nổi tiếng của một thủy quân lục chiến bị tổn thương mô tả chiến dịch Krynky là sự tự sát của những người Ukraine đối với người Nga đông hơn. Nhưng trên thực tế, hàng trăm người Nga đã thiệt mạng trong khi cố gắng đánh bật người Ukraine và cho đến nay vẫn thất bại. Thủy quân lục chiến của Kyiv không chỉ bám trụ ở Krynky, mà thỉnh thoảng họ còn băng qua sông ở những điểm khác để tấn công từ bên này sang bên kia nhằm thử chiếm giữ đầu cầu thứ hai. Chúng tôi biết điều này bởi vì đôi khi người Nga xác định vị trí và tấn công thủy quân lục chiến và khi báo cáo các cuộc phản công của họ, họ tiết lộ hoạt động mới nhất của Ukraine qua sông. Gần đây nhất, lực lượng thủy quân lục chiến đã vượt sông gần cầu Antonovsky bị nổ tung, gần thành phố Kherson, cách Krynky 29 dặm về phía tây và tiến sâu vào Dachi, một cộng đồng nghỉ dưỡng trước đây. Theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine, thủy quân lục chiến giữ các vị trí trong các ngôi nhà mùa hè hay các biệt thự. Rõ ràng từ mạng xã hội Nga,
Người Nga biết được cách mà lực lượng thủy quân lục chiến đã vượt sông và vào được các ngôi nhà nông thôn. Họ gây nhiễu các máy bay không người lái của Nga, mà lẽ ra sẽ theo dõi và tấn công từ trên cao. Việc gây nhiễu này có thể không xảy ra liên tục vì nó cũng sẽ gây trở ngại cho máy bay không người lái của Ukraine. Nhưng bằng cách phối hợp tác chiến điện tử và di chuyển quân, người Ukraine có thể tạo ra các vùng chết tạm thời cho máy bay không người lái và khai thác những vùng chết đó để di chuyển lực lượng của họ. Nhịp điệu gây nhiễu liên tục của Ukraine có thể giải thích những gì đã xảy ra ở Dachi hồi đầu tuần. Thủy quân lục chiến Nga thuộc lữ đoàn 810 đã phát hiện, cùng với một máy bay không người lái, thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến Bukovel của Ukraine. Khi được bật lên, có thể làm xáo trộn tín hiệu điều khiển của máy bay không người lái từ khoảng cách xa tới 30 dặm. Bukovel nép mình trong một công trình bê tông dưới cây cầu Antonovsky đổ nát, khiến nó trở thành mục tiêu khó khăn để tiêu diệt chiếc trị giá 50.000 Mỹ Kim. Người Nga đã phải triển khai một trực thăng bắn hỏa tiễn dẫn đường Isdeli 305 trị giá 230.000 Mỹ Kim. Đó là cách người Ukraine vượt sông Dnipro vào Krynki vào tháng 10 và dường như họ đã vượt sông Dachi bằng cùng một cách như thế. Liệu người Ukraine có tiếp tục ở Dachi hay không vẫn còn phải chờ xem. Đã có những cuộc đột kích qua sông quanh cầu Antonovsky trong khoảng năm ngoái nhưng không dẫn đến sự hiện diện lâu dài của Ukraine ở bờ trái và lực lượng thủy quân lục chiến ở Dachi đang phải chịu áp lực. Tuần trước, hỏa tiễn của Nga đã tấn công một ngôi nhà được cho là nơi trú ẩn của một số thủy quân lục chiến Ukraine. Bất kể tính lâu dài của nó, hoạt động Dachi rất quan trọng. Nó nhắc nhở chúng ta về cách người Ukraine thực hiện các chiến dịch vượt sông của họ và cũng nhắc nhở chúng ta rằng những chiến thuật đó có tác dụng ở Krynki, ở Dachi và bất kỳ nơi nào khác dọc theo Dnipro mà người Ukraine chọn để tập trung quân đội và thiết bị gây nhiễu. Kiểm tra sự thật, phải chăng Yevgeny Prigozhin vừa từ trận ở Ukraine? Khi gần đến ngày bầu cử Tổng thống Nga diễn ra từ 15 đến 17 tháng 3, ở Nga người ta đang đồn rằng Trung Wagner Yevgeny Prigozhin thực ra không phải tử nạn trong vụ rớt máy bay, mà nhiều người cho rằng do bạo chúa Vladimir Putin gây ra. Các tin đồn mới nổi lên cho rằng Trung Wagner Yevgeny Prigozhin chỉ mới vừa từ trận tại Ukraine. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Fact check, was Yevgeny Prigozhin killed in Ukraine? Nghĩa là kiểm tra sự thật, phải chăng Yevgeny Prigozhin vừa từ trận ở Ukraine? Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Cái chết của cựu lãnh đạo tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin tiếp tục là đầu đề thảo luận trong nhiều tháng, khi có nhiều thuyết âm mưu xoay quanh việc chỉ huy lực lượng bán quân sự Nga đã sống sót sau vụ tai nạn máy bay bốc cháy được cho là đã cướp đi mạng sống của ông ta. Thi thể của Prigozhin được xác định bằng DNA sau vụ tai nạn trên lãnh thổ Nga vào cuối tháng 8 năm 2023. Tất cả 10 người trên chuyến máy bay được xác nhận đã chết thông qua xét nghiệm mã di truyền. Ủy ban điều tra Nga cho biết trong một báo cáo vài ngày sau vụ việc. Tuy nhiên, trong tuần này có vẻ như ông đã trỗi dậy trở lại, ghi tên mình vào danh sách binh lính Nga thiệt mạng ở Ukraine. Một danh sách được lan truyền trên mạng trong tuần này cho thấy một người có cùng tên được liệt kê trong hồ sơ những người Nga vừa từ trận ở Ukraine. Một bài đăng trên X của blogger quân sự Ukraine Igor Susko đăng vào ngày 7 tháng 3 năm 2024 cho biết Nga, danh sách bị rò rỉ về 296 lính dù VDV của Nga gần đây đã thiệt mạng trên hướng Robotyne, vùng Zaporizhia ở Ukraine. Không bao gồm những người mất tích trong hoạt động và cũng không đầy đủ. Sư đoàn dù 76, đơn vị 07264 đóng tại Vysko. Số 195 trong danh sách Kia là Yevgeny Viktorovich Prigozhin, sinh ngày 28 tháng Giêng năm 1981, người được đặt một bí danh để tránh lầm lẫn. Nếu không có ngữ cảnh bổ sung, bài viết của Susko lúc đầu có thể không có ý nghĩa. Bản dịch của mục số 195 được Newsweek xác minh có nội dung Prigozhin Yevgeny Viktorovich, tên đầy đủ thay thế Yunuso Ruslan Fetikovich. Bài viết cũng cho biết sinh nhật của người đàn ông là
ngày 28 tháng Giêng năm 1981. Rigozhin thật sinh vào tháng 6 năm 1961. Người lính khác này trong danh sách các quân nhân được cho là đã thiệt mạng ở vùng Zaporizhia ở Ukraine cũng đã được các bản tin khác liệt kê là Yunuso Ruslan Fetikovich. Theo bản dịch một bài đăng trên Telegram của kênh truyền thông độc lập Nga, Agento Fetikovich được coi là một trong những người đóng thế của Prigozhin, đồng thời nói thêm rằng anh ta đã trở thành Yevgeny Viktorovich Prigozhin vài năm trước. Tên thứ hai của anh ta đã được vợ của anh trai Fetikovich xác nhận với Agento. Vào tháng 8 năm 2023, bản tiếng Nga của BBC đưa tin rằng Ruslan Yunuso đã đổi tên mình thành Yevgeny Prigozhin. Mặc dù liệu anh ta có phải là người đóng thế cho cố lãnh đạo Wagner hay không vẫn chưa rõ ràng. Sau khi ông qua đời, nhiều tài liệu được cho là đã được tìm thấy tại biệt thự của Yevgeny Prigozhin, bao gồm một số hộ chiếu có tên khác nhau. Các tài liệu tương tự được cho là đã được tìm thấy trong các cuộc đột kích khác tại khu nhà của Prigozhin trước khi ông qua đời. Dù việc cố chỉ huy Wagner có hàng loạt nhân vật đóng thế hay không, bằng chứng dường như cho thấy cái tên của Prigozhin được chia sẻ trên mạng trong tuần này là một người khác chứ không phải thủ lĩnh bán quân sự Nga bị giết năm ngoái. Người đàn ông trong danh sách được cho không phải là cố lãnh đạo Wagner, người qua đời vào tháng 8 năm 2023. Phán quyết của tờ Newsweek là, theo các phương tiện truyền thông độc lập đưa tin, người có tên trong danh sách là Yunuso Ruslan Fetikovich, người được cho là đã đổi tên thành Prigozhin vài năm trước. Không rõ tại sao anh ta lại đổi tên, hay liệu anh ta có phải là người thế thân của Prigozhin hay không. Tuy nhiên, chúng tôi xác định anh ta không phải là Prigozhin ban đầu, người sinh trước Fetikovich hơn 20 năm, như các bài báo chia sẻ trên mạng. Nga lái xe chuyên dụng của Trung Quốc lao thẳng vào quân Ukraine, hậu quả thê thảm. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng. Một đoạn video trực tuyến xuất hiện cho thấy những người lính Nga đang lái chiếc xe Golf Desert Cross 1003 do Trung Quốc sản xuất khi nó bị nổ tung bởi mìn chống tăng. Đoạn phim đã được chia sẻ trên nhiều kênh mạng xã hội, bao gồm Neuralink, một cơ quan truyền thông ở Đông Âu. Các phi hành gia Nga đang huấn luyện theo hướng Zaporizhia, cơ quan truyền thông này cho biết trên Telegram. Các binh sĩ Nga dường như đang lái một chiếc xe địa hình Desert Cross 1003 do Bắc Kinh sản xuất, trông giống như một chiếc xe Golf. Theo Militany, một cơ quan truyền thông quân sự Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng chúng trong trận chiến kể từ mùa thu năm ngoái. Militari cho biết quân đội Nga ở Ukraine đã có 530 chiếc này và một hợp đồng đang được soạn thảo để mua thêm 1.600 chiếc nữa. Người dùng S Ukraine Front, một blogger quân sự Ukraine, cho biết khi chia sẻ đoạn video đồ họa, một chiếc xe cồng kềnh của Nga cùng nhóm đổ bộ đã bị nổ tung bởi mìn chống tăng ở vùng Zaporizhia. Những đoạn phim như vậy là một phần quan trọng trong cuộc chiến tuyên truyền giữa Ukraine và Nga, trong cuộc xung đột ở Ukraine, bắt đầu khi Putin phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào đất nước này vào tháng 2 năm 2022. Hôm thứ Hai, lữ đoàn cơ giới hóa biệt lập số 60, một lữ đoàn của lực lượng lục quân Ukraine, đã công bố một đoạn video cho thấy quân đội Nga xông vào các vị trí của Ukraine gần Lyman, ở khu vực phía đông Donetsk, sử dụng xe Desert Cross 1003. Lữ đoàn cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, được thực hiện thành 3 đợt. Đoạn phim được quay bằng máy bay không người lái cho thấy lực lượng Ukraine tấn công vào các phương tiện từ xa. Người Nga đã sử dụng xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, nhân lực và thậm chí cả xe Golf Trung Quốc của Shoigu mà ông ấy đã tặng cho Putin như một bước phát triển mới cho ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Mọi thứ không thể trốn thoát, giờ đây chỉ còn là sắc vụn trên đất Ukraine. Chúng ta sẽ đánh đuổi lũ Orc và vùng đất sẽ sạch sẽ và nở hoa trở lại, lữ đoàn nói thêm. Theo Defense Express, một cơ quan truyền thông của quân đội Ukraine, xe địa hình Desert Cross 1003
có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đột kích, tuần tra, nhiệm vụ trinh sát và vận chuyển thiết bị. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh ngày 9 tháng 3 năm 2024. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng của Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, Nga đưa ra lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng để ổn định giá trên thị trường nội địa trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Nghị quyết số 243 ngày 29 tháng 2 năm 2024 của chính phủ Nga khôi phục lệnh cấm xuất khẩu ban đầu được áp dụng từ ngày 21 tháng 9 năm 2023 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023. Có khả năng công suất lọc dầu của Nga đã tạm thời bị giảm do nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu trên khắp nước Nga. Lệnh cấm xuất khẩu sẽ giảm bớt áp lực lên nguồn cung và cho phép Nga sửa chữa các nhà máy lọc dầu của mình. Việc sửa chữa có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường vì các lệnh trừng phạt của phương Tây đã ngăn cản việc nhập khẩu một số phụ tùng cần thiết. Chính phủ Nga sẽ đặc biệt nhạy cảm với việc tăng giá xăng dầu và các mặt hàng hàng ngày khác trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga từ ngày 15 đến 17 tháng 3. Chuyên gia thời tiết Nga cho biết điều kiện lý tưởng để tấn công hạt nhân vào NATO. Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russian weatherman says conditions ideal for nuclear strike on NATO. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Nhà khí tượng học người Nga Evgeny Tiskovets gần đây đã nói với người dẫn chương trình truyền hình và nhà ủng hộ Điện Cẩm Linh Vladimir Solovyov rằng các điều kiện hiện nay là lý tưởng cho một cuộc tấn công hạt nhân vào các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO. Đã hơn 2 năm kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, khi các nước NATO ủng hộ quốc gia Đông Âu này, quốc gia vẫn chưa là thành viên của tổ chức quân sự này, ngày càng có nhiều lo ngại rằng Nga có thể mở rộng chiến tranh. Trong bài phát biểu thường niên của Putin vào cuối tháng 2, ông cảnh báo rằng các đồng minh của Ukraine có nguy cơ bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu họ can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Họ phải nhận ra rằng chúng tôi cũng có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Nhà độc tài Nga nói, những gì họ hiện đang gợi ý và khiến thế giới sợ hãi, tất cả đều làm tăng mối đe dọa thực sự về một cuộc xung đột hạt nhân, đồng nghĩa với việc hủy diệt nền văn minh của chúng ta. Hôm thứ Bảy, mùng 9 tháng 3, nhà báo Julia David, người sáng lập nhóm giám sát Russian Media Monitor, đã đăng một đoạn clip Solovyov nói chuyện với Tiskovets trong chương trình của anh ta về việc mặc từ khóa tấn công các thành viên NATO. Quan trọng nhất là bạn nên nói rõ ràng cách hỏa tiễn của chúng tôi có thể tấn công chính xác các mục tiêu và thời tiết sẽ không cản trở họ. Bất chấp điều kiện khí tượng đầy thách thức, hỏa tiễn đã bắn trúng mục tiêu và Avangard đã tấn công. Paris đang cháy, Solovyov cho biết theo bản dịch của Russian Media Monitor. Tiskovets cho biết, ngày nay, thời tiết thật là lý tưởng để tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào các nước NATO. Các luồng không khí được định hướng theo những cách phi truyền thống, không phải từ Tây sang Đông, mà từ Đông sang Tây. Những đám mây phóng xạ sẽ di chuyển về phía những quốc gia đang gửi vũ khí và lính đánh thuê đến chiến đấu chống lại quân đội của chúng ta. Ông nói thêm, cái chết của những người của chúng ta không phải là cái giá của chiến thắng. Chúng ta nên tiến lên một mức độ leo thang cao hơn. Newsweek đã liên hệ với chính phủ Nga thông qua hình thức trực tuyến và văn phòng báo chí NATO qua email để bình luận. Andriy Sidorov, Phó trưởng Khoa Chính trị Thế giới tại Đại học Quốc gia Mạc Tư Khoa, nói với Solovyov trong chương trình của mình rằng vấn đề không phải là có sử dụng vũ khí hạt nhân hay không. Ông nói, vấn đề là chống lại ai sử dụng chúng. Bạn thường nói về Pháp hoặc Anh.
Solovio trả lời, đúng vậy, Pháp, Đức, Ba Lan, Anh. Khi lực lượng Ukraine tiếp tục chiến đấu chống lại quân đội Nga, sự hỗ trợ dành cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này từ Hoa Kỳ, một trong những nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine, đang giảm dần. Gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ Mỹ Kim, trong đó bao gồm 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine đã được Thượng viện thông qua, nhưng đã bị đình trệ tại Hạ viện khi Chủ tịch Mike Johnson vẫn chưa đưa dự luật này ra sàn Hạ viện để bỏ phiếu. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden, người vẫn là đồng minh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã kêu gọi Hạ viện ngay lập tức tiếp nhận gói viện trợ. Tôi kêu gọi Chủ tịch Hạ viện hãy để toàn bộ Hạ viện nói lên suy nghĩ của mình và không cho phép một thiểu số những tiếng nói cực đoan nhất trong Hạ viện ngăn cản dự luật này, Tổng thống Biden nói trong bài phát biểu tại Tòa Bạch Ốc vào tháng 2. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh ngày 8 tháng 3 năm 2024. Trong bản tin tình báo hôm 8 tháng 3, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến máy bay không người lái MH-6 do Iran sản xuất. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. MH-6 là máy bay không người lái do Iran sản xuất, cung cấp cho Nga và được quan sát bay qua Hắc Hải và Crimea. MH-6 là hệ thống tình báo, giám sát, thu thập mục tiêu và trinh sát, nhưng cũng có thể thực hiện các cuộc tấn công không đối đất bằng đạn dẫn đường rơi tự do. Phạm vi thực tế của nó bị giới hạn bởi đường ngắm để duy trì khả năng điều khiển của người vận hành theo thời gian thực, khoảng 200 cây số ở độ cao 10.000 feet. Phạm vi này có thể được mở rộng bằng cách chuyển giao sang trạm điều khiển mặt đất khác. Sự hiện diện liên tục của hệ thống này ở phía tây Crimea có thể là bằng chứng cho thấy Nga đang cố gắng xác định các mối đe dọa đối với các cảng và tàu của Nga sau những thành công gần đây của Ukraine. Có khả năng thực tế là nhiệm vụ của nó cũng bao gồm việc hỗ trợ quá trình tấn công của Nga ở bờ biển phía tây nam Ukraine. Ukraine đã bắn hạ ít nhất một chiếc MH-6 vào ngày 23 tháng 9 năm 2022 trên Hắc Hải, và Nga có thể đã vô tình bắn hạ một hệ thống trên Crimea vào ngày 6 tháng 6 năm 2023. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.